Thầy chào các em. Bài học trước chúng ta đang học hai cái đại lượng tương đương với nhau khá quan trọng. Thầy muốn trình bày tiếp cho các em thêm ba cái ví dụ nữa ở những cái đại lượng tương đương đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái định lý cũng khá quan trọng để mà chúng ta sử dụng nó để mà chúng ta tính một cái giới hạn. Đó là định lý hàm số kẹp, định lý kẹp để chúng ta tính cái giới hạn. Thế thì thầy muốn nhắc lại một chút về lý thuyết của bài học trước một tí thôi. Đó là khi mà chúng ta cho x dần về 0 thì chúng ta có những cái đại lượng tương đương khá đẹp sau đây. Đó là a mũ x trừ 1 lúc này nó sẽ tương đương với x nhân cho log nền bè của a. Hoặc là chúng ta có a mũ x sẽ tương đương với chuyển 1 sang thì ta có được 1 cộng cho x log nền bè của a. Hai đại lượng này tương đương với nhau khi x dần về 0. Nếu một trường hợp đặc biệt đó là nếu mà a của chúng ta thay bởi cái chữ ơ bằng 2,71 nó gần bằng đó thì lúc này chúng ta sẽ có ơ mũ x trừ 1 sẽ tương đương với x. Giả dĩ nó là x bởi vì lúc này là log nền bè của a được thay bằng log nền bè của ơ, mà log nền bè của ơ ta biết nó bằng 1. Một cách tương tự như vậy ta có được ơ mũ x sẽ tương đương với lại 1 cộng cho x. Đây là một cái dạng mũ, hàm mũ thì chúng ta nghĩ đến cái đại lượng tương đương này để mà chúng ta phá đi cho nó cho cái việc tính giới hạn của chúng ta nó nhẹ bớt đi. Rồi bây giờ còn một cái đại lượng tương đương cần lưu ý nữa là đối với cái hàm số lũy thừa. Đó là 1 cộng x tất cả lũy thừa n trừ 1. Lúc này nó sẽ tương đương với nx. Hoặc là ta có 1 cộng x lũy thừa n tương đương với 1 cộng cho nx. Đó là những cái đại lượng mà khá khá đẹp. Thầy muốn thêm một tí nữa để chúng ta thấy được vấn đề. Thế bây giờ ta xem tiếp một cái ví dụ nữa. Trước đó chúng ta đã bàn với nhau bốn ví dụ rồi. Thế bây giờ ta tiếp tục ví dụ thứ năm. Thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim khi x tiến đến pi trên 2 của 1 cộng cho sin lũy thừa alpha cộng beta x tất cả chia cho căn của 1 cộng sin lũy thừa alpha x nhân cho 1 trừ cho sin lũy thừa beta x với điều kiện alpha và beta là những số dương. Thế bây giờ bài toán này thầy sẽ cố đưa nó về một trong những cái đại lượng tương đương mà vừa rồi thầy mới nhắc. Bằng cách sau đây. Thầy đặt ẩn số phụ sin x bằng 1 trừ t. Thế thì khi đó a của chúng ta sẽ bằng ly và chúng ta để ý cho thầy chuyện này. Rất khéo. Khi x tiến đến pi trên 2 thì sin x sẽ tiến đến 1. Nhưng lúc nào cũng nhỏ hơn 1. Sin bao giờ cũng phải bé hơn hay bằng 1 chứ có bao giờ lớn hơn 1 đâu mà. Do vậy mà ta xem thử nhé. Khi x tiến về pi trên 2 thì sin x của chúng ta nó tiến về 1 trừ, tức là nó bé hơn 1. Do vậy mà t của chúng ta nó sẽ tiến về 0 cộng. Bởi vì 1 mà trừ đi cho người ta có thì ta chuyển cái t này sang ta nhìn cho nó dễ cũng được. T ta chuyển sang ta có được là 1 trừ sin x, 1 trừ sin x thì ta biết rằng lúc nào cũng lớn bằng 0 rồi. Do vậy mà khi x tiến đến pi trên 2 thì t sẽ tiến đến 0 cộng, tức là t là số dương dần đến số 0. Do vậy mà thầy thay cái đại lượng x tiến về pi trên 2 bằng cái đại lượng t tiến về 0 cộng, tức là tiến về bên tay phải của số 0. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ thay cái biến mới t của chúng ta vào như sau. Nó bằng 1 trừ cho. Thế thì bây giờ cái chỗ sin lũy thừa alpha cộng beta x này được thay nó bằng 1 trừ t tất cả lũy thừa alpha cộng beta. Ở dưới mẫu của chúng ta là căn bậc 2 của 1 trừ cho sin lũy thừa alpha thì bây giờ ta thay nó là 1 trừ t lũy thừa alpha vào đây. Một cách tương tự như vậy, 1 nhân 1 trừ cho sin lũy thừa beta thì ta thay nó bằng gì? Xin là 1 trừ t thay vào 1 trừ t lũy thừa beta. Các em thấy không? Mà sở dĩ tại sao chúng ta lại nghĩ đến chuyện
đặt sin x bằng 1 trừ t. Thì nếu như các em mà theo dõi những bài học trước thì chúng ta thấy cái việc thu xếp với số 1 làm sao cho khéo để xuất hiện được cái đại lượng tương đương của cái hàm này là cái hàm lũy thừa. Thì lúc đó chúng ta thấy là rất đẹp, là có số 1 đây, là các em thấy tất cả có số 1 đây. Cho nên lúc này ta thay được cái lượng của nó như thế này. Thế thì ở đây ta có được lim khi t tiến đến không của, nhưng mà ở đây chú ý chỗ này tí này. Ở đây là một cái bài học vừa rồi đó thì thầy có bảo là 1 cộng x chứ không phải là 1 trừ x. Thế thì ở đây chúng ta được hiểu nó là 1 cộng cho trừ t. 1 cộng cho trừ t. Mà cái số 1 này không phải nằm ở đầu, mà cái số 1 này nó nằm ở đằng sau. Mà bây giờ 1 này nằm đằng trước, như vậy nó phải là mang dấu trừ, trừ đối mà. Đấy. Như vậy thì cả cái đại lượng trên này của chúng ta nó sẽ tương đương với điều sau đây này. Một là đằng trước cho nên nó đối lại, nó phải dấu trừ. Rồi trừ cho ai? Trừ cho b alpha cộng beta nhân cho trừ t, trừ đằng trước, trừ đằng sau thành dấu cộng. Các em tưởng tượng được không? Nghĩa là cụ thể nó sẽ tương đương với alpha cộng beta nhân t thôi. Lẽ ra đằng trước có dấu trừ, đằng sau có trừ t, hai dấu trừ thành dấu cộng rồi. Và chúng ta lại quan sát thấy mẫu số của chúng ta là những cái biểu thức nhân lại mà đại lượng tương đương thì ta xài được cho các cái biểu thức, các cái đại lượng mà nhân lại thì ta thay được bằng những cái đại lượng tương đương. Do đó mà ở dưới mẫu chúng ta lại tiếp tục căn thầy viết lại. Và cũng một cái chú ý nữa, không phải là cộng t mà chỗ này là trừ t. Thì nó phải bằng số 1 ở đằng đằng trước nữa. Như vậy nó phải bằng trừ alpha nhân cho trừ t, nghĩa là bằng alpha t. Một cách tương tự cho cái đại lượng thứ hai cũng là trừ t, cho nên số 1 đằng đằng trước bằng trừ beta nhân trừ t, cho nên bằng beta nhân t. Và có một cái điều thú vị sau đây các em. Vừa rồi chúng ta có một cái nhận xét rằng khi x dần về bi trên 2 thì t của chúng ta là số dương, số không âm tiến về về không cộng. Số dương tiến về không cộng tức là nó tiến về bên tay phải, tức là nó là số dương. Nó là số dương cho nên các em thấy là alpha beta là bài cũng cho dương. Cho nên là lát nữa đây chúng ta sẽ thấy cái điều đó nó quan trọng chỗ này. Nó bằng lim khi t tiến đến không của tử số tầm thường. T nhân cho t được t bình phương. T bình phương đó ta mang ra ngoài căn về mặt nguyên tắc. Nó phải là trị tuyệt đối của t. Nhưng nhờ t của chúng ta dương. Do vậy mà trị tuyệt đối của t lúc này là còn t thôi. Chúng ta thấy bài toán của chúng ta nó nhẹ đi một chút. Như vậy thì trong này còn lại là căn của alpha beta. Và ta đã đơn giản được cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định không trên không. Và lúc này thì chỉ còn lại là alpha cộng beta, tất cả chia cho căn alpha beta. Cảm thấy như vậy thì chúng ta thấy này, quay trở lại cái chú ý của bài học trước thì chúng ta thấy để mà phá, để mà xài cái đại lượng tương đương đối với hàm mũ hoặc là hàm lũy thừa đó, thì cái việc mà chúng ta thêm bớt cái số 1 làm sao cho khéo để chúng ta sử dụng được. Qua cái ví dụ số 5 thì chúng ta thấy để có được cái điều đó thì chúng ta đặt sin x bằng 1 trừ t để có được cái số 1 trong cái hàm lũy thừa. Bây giờ ta xem tiếp đến ví dụ số 6. Thầy đề nghị đi tìm A bằng lim của x lũy thừa alpha trừ A lũy thừa alpha chia cho x lũy thừa beta trừ A lũy thừa beta với điều kiện A dương khi x dần đến A. Và ở đây thì thầy gợi ý trước cho thầy sẽ chuẩn bị dùng cái đại lượng tương đương này. Thế bây giờ làm sao để sử dụng được cái đại lượng tương đương này bây giờ? Thế bây giờ ngó chút.
Cũng giống như cái ví dụ số 5 vừa rồi, thầy sẽ đặt x bằng a cộng t để xem thử coi có xuất hiện được cái số 1 hay không nhé. Thế thì lúc này ta có a bằng lim. Khi x tiến đến a thì đương nhiên t của chúng ta tiến về không. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ còn x đối thừa alpha, ta sẽ có được cái gì ở chỗ này? Đó là a cộng t lũy thừa alpha rồi trừ cho a lũy thừa alpha viết lại. Một cách tương tự như vậy, x lũy thừa beta ta thay x bằng a cộng t vào đây thì ta có được a cộng t lũy thừa beta trừ cho a lũy thừa beta viết lại. À, như vậy thì làm sao để có số 1? Lúc này không khó nữa rồi. Bằng cách là chúng ta chỉ cần đẩy cái a lũy thừa alpha ra ngoài. Thì em coi, trên tử thầy đẩy a lũy thừa alpha ra. Thì ở đây còn a cộng t lũy thừa alpha, thầy viết cái mũ alpha trước ở đây cho các em dễ thấy này. Vậy thì ta đã đẩy được cái a lũy thừa alpha ra rồi. Thì cái a này của chúng ta bây giờ nó chỉ còn lại gì thôi? Chỉ còn lại là 1. Đây, alpha cũng đưa ra đây. Đây ta còn lại là 1 cộng cho t chia a. Đúng không nào? Rồi. Còn đây chỗ này là 1 là đương nhiên thôi. Một cách tương tự như vậy ở dưới mẫu, thầy đặt a lũy thừa beta ra. Như vậy ở chỗ này của chúng ta sẽ còn lại tất cả lũy thừa beta viết lại. A bây giờ nó còn lại là 1. Còn t nó là 1 chia a. Còn đây a trừ a lũy thừa beta thì đặt đã rồi, nên còn lại trừ 1 ở đây. Và chúng ta quan sát coi quả thực nó giống hệt. Khi t tiến đến 0 thì t chia cho a tiến đến 0. Cho nên ta sử dụng được cái đại lượng tương đương mà thầy vừa mới nhắc cho ở trên. Do vậy bằng lim khi t dần đến 0 của a lũy thừa alpha chúng ta viết lại. Và cả cái chỗ này có phải hoàn toàn giống cái lý thuyết của chúng ta không? Thì nó sẽ tương đương với ai? N ở đây đóng vai trò là alpha. X ở đây đóng vai trò là t chia a. Rồi ở đây mẫu số cũng vậy, a lũy thừa beta thầy viết lại. Và 1 cộng t chia a tất cả lũy thừa beta trừ 1 hoàn toàn giống cái đại lượng tương đương n ở trên này đây các em. Cho nên ở đây tương đương với cái gì? N của chúng ta chính là beta. Được thay bằng t chia a. Và cũng vậy, chúng ta cũng đơn giản được cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định không trên không, đó là t trên a. Như vậy thì xong rồi. Vậy thì bằng cái gì nào? A lũy thừa alpha chia a lũy thừa beta ta gộp lại cho đẹp. Đó là a lũy thừa alpha trừ beta. Còn đây là alpha chia beta, viết lại thôi. Đây là cái kết quả của cái ví dụ số 6. À, như vậy thì qua hai cái ví dụ 5 và 6, đôi khi để làm xuất hiện cái số 1 đó, chúng ta cần có một cái bước đệm, đó là chúng ta đổi sang một cái biến số mới. Và qua cái biến số mới đó, chúng ta nhìn ra được cái số 1 nó phù hợp với cái lý thuyết của chúng ta, để phù hợp với cái đại lượng tương đương để mà chúng ta thay nó vào. Thế bây giờ còn một cái ví dụ nữa, cũng cái việc mà thêm một bước một. Có một làm sao để có cái số 1 mà thầy lại không 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 cần đặt biến phụ như vừa rồi. Chúng ta xem thử coi cái cách thêm như thế nào bằng cái ví dụ số 7. À, thầy đề nghị đi tìm lim của ơ mũ x bình phương trừ cho cos của lũy thừa căn 2 tất cả chia cho bình phương khi x dần đến 0. Mà thầy cũng chuẩn bị sử dụng cái đại lượng tương đương này. Nhưng mà ở đây cái số 1 này của chúng ta thì chúng ta lại không cần phải làm. Các em để ý thấy ở đây cũng hấp dẫn này các em. Ơ mũ x bình phương. Khi x dần đến 0 thì x bình phương dần đến 0. Nó còn thiếu mỗi cái số trừ 1 thôi. Do vậy mà thầy nghĩ đến cái chuyện thêm 1 bớt 1 đi. Tách hẳn ra thành hai cái giới hạn. Thì nó bằng lim khi x dần đến không của ơ mũ x bình phương phải ép cho nó có số trừ 1 ở đây. Thì một lát nữa thầy cộng thêm cho 1 nữa là nó về vốn thôi mà. Chia cho x bình phương. Như vậy thì cộng cho ở đấy vừa rồi thì thêm
trừ 1 thì đương nhiên cái giới hạn đằng sau chúng ta phải cộng 1 là cái chuyện hiển nhiên. Thì lúc đó trừ 1 cộng 1 nó về vốn. Ở trên tử của chúng ta còn lại trừ cốt lũy thừa căn 2. Và dư mẫu x bình phương viết lại. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái giới hạn đầu rất đẹp. Liêm khiến dần đến không thể viết lại và nó phù hợp với cái đại lượng tương đương mà chúng ta vừa mới xét ở đây. X dần đến không thì x bình phương dần đến không thì mới nói hồi nãy. Cho nên ở trên tử số chúng ta được thay bằng cái đại lượng tương đương ở đây x thì ở đây ứng nó là x bình phương. Và dư mẫu x bình phương viết lại. Cộng cho. Còn cái giới hạn này thì trước đó là chúng ta nhớ rằng là thầy đã nói rồi ở bài học của tuần trước, đó là 1 trừ cốt lũy thừa alpha chia cho x bình phương khi x dần đến 0 nó ra được alpha chia 2. Do vậy ở đây alpha nó là căn 2 cho nên giới hạn của nó ra được căn 2 trên 2 luôn. Và cái chỗ này thì quá dễ, x bình phương đơn giản hết. Như vậy thì cái giới hạn đầu của chúng ta nó bằng 1. Còn cái đằng sau thì nó là cộng cho căn 2 trên 2. À, như vậy thì thầy cũng chấm dứt cho các em cái ví dụ số 7. Và cũng là cái ví dụ mà thầy dừng lại ở cái việc mà dùng các cái đại lượng tương đương để thay thế cho cái việc đi tính giới hạn cho nó nhẹ đi. Thì sắp tới đây chúng ta còn có nhiều cái công cụ khác để mà đi tìm giới hạn nữa, chứ không phải là chỉ có tính thay bởi các cái đại lượng tương đương đâu. Thế thì mục đích của ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một cái công cụ để mà đi tìm giới hạn nữa, đó là cái định lý kẹp. Rồi sau đó chúng ta qua đến cái chương đạo hàm thì thầy sẽ giới thiệu cho các em đến cái định lý, đến cái quy tắc L'Hôpital để chúng ta tính giới hạn. Mà cái quy tắc đó nó, cái việc tính giới hạn nó còn mãnh liệt hơn nhiều. Nhìn thoáng qua cái thấy ngay, dĩ nhiên đối với những giới hạn đơn giản. Còn đối với những cái giới hạn khó thì chúng ta cũng phải dùng các cái đại lượng tương đương hoặc là tính trực tiếp, hoặc sắp tới đây hôm nay thầy sẽ dùng cái giới hạn kẹp. Còn cái chuyện đó thôi thì từ từ tới đâu thầy sẽ nói chuyện cho nghe tới đó. Thế bài học của chúng ta hôm nay đó là thầy muốn nói cho nghe cái về cái định lý kẹp. Tức là một cái thầy cho một cái khoảng mở y chứa cái điểm x0 và thầy cho một lúc ba cái hàm số f, g và h cùng xác định trên cái khoảng mở y đó, hoặc là nó xác định trên khoảng mở y bỏ đi cái điểm x0 cũng được. Thế thì chúng ta giả sử rằng chúng ta có một cái bất đẳng thức sau đây. Đó là F nhỏ hơn G, nhỏ hơn H. Tức là G nằm giữa. Thế bây giờ nếu mà chúng ta có cái điều này, cái bất đẳng thức này nó xảy ra với một x thuộc vào cái khoảng mở y trừ cho x0. Mà nếu như bây giờ chúng ta có được cái điều sau đây này. Đó là lim của fx khi x tiến đến x0 tồn tại, tức là nó có cái giới hạn đó, và lim của hx khi x tiến đến x0 cũng tồn tại, có, mà không những nó tồn tại mà hai cái giới hạn f và h bằng nhau, và giả sử nó bằng l, thì khi đó ta kết luận được rằng cái g ở giữa, cái giới hạn của nó khi x dần đến không cũng tồn tại và nó bằng luôn cái giá trị L. Một cách cho dễ nhớ là chúng ta thấy như thế này. Cái hàm bên trái của chúng ta nó tiến đến L khi x dần đến x0. Cái hàm bên phải của chúng ta cũng dần đến L khi x tiến đến x0. Thì cái anh bên trái, cái anh bên phải cùng tiến về L khi x dần đến x0 thì đương nhiên nó ép cái anh ở giữa cũng phải tiến về L theo hai anh hai bên khi x dần đến x0. Do vậy mà người ta gọi đây là định lý kẹp. Cái anh gx ở giữa
bị hai cái anh F và H ở hai bên ép vào, bắt anh G cùng cùng tiến theo về N khi x dần đến x0. Và thì trong thực tế thì chúng ta muốn đi tìm cái giới hạn Gx này là cái khó của chúng ta đó, là chúng ta phải xác định được cái hàm F và hàm H để F và H cùng tiến về N khi x dần đến x0, thì lúc đó F cho cái anh Gx ở giữa cũng phải dần đến N. Thế thì ở đây chúng ta hay sử dụng một cái hệ quả của nó. Cái hệ quả của nó như thế này. Đó là nếu mà ta có trị tuyệt đối của Gx nhỏ hơn hay bằng Hx. Thật sự ra thì lúc đó là Gx, nếu ta phá trị tuyệt đối đi đó mà, thì ta có được là Gx nó sẽ lớn hơn trừ Hx, nó sẽ nhỏ hơn Hx, tức là nó cũng mang cái hình ảnh của giới hạn. Và lúc này thì cái Hx này của chúng ta nó dần về không khi x tiến đến x0. Và xin lưu ý với các em, Hx phải tiến về không, không tiến về con số khác đâu nhé. Định cái hệ quả này nó chỉ đúng khi Hx dần về không. Thì lúc đó cái Gx này của chúng ta cũng lập tức dần về không, chuyện hiển nhiên vô cùng. Bởi vì trị tuyệt đối của Gx đương nhiên lớn hơn hay bằng không. Mà đằng trước của nó dần về không thì đương nhiên nó phải ép cái thằng Gx cũng dần dần về không. Mà chúng ta lại biết rằng khi x tiến đến x0 đương nhiên, và ta biết rằng cái trị tuyệt đối của Gx dần về không khi x tiến đến không, thì đương nhiên bản thân cái Gx của chúng ta cũng sẽ dần về không khi x tiến đến x0. À, như vậy thì chúng ta có được một cái mối tương quan như thế này. Nếu trị tuyệt đối của Gx nhỏ hơn hay bằng Hx mà Hx lại dần về không, nhớ số 0, khi x tiến đến x0, thì ta kéo theo được lim của Gx khi x tiến đến x0 cũng bằng 0. Mà thường thì thường thường thì chúng ta dùng cái hệ quả này để chúng ta làm. Thế bây giờ coi một vài ví dụ nhỏ. Thầy cho ít ví dụ ở cái định lý kẹp này thôi. Rồi sau đó thầy sẽ có một vài cái bài ôn lại về cái chương giới hạn. Để qua bài sau thì chúng ta bắt qua một cái khái niệm mới liên quan đến hàm số. Đó là tính chất liên tục của hàm số. Thế bây giờ thì chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất thầy cho dễ. Là tìm lim khi x dần đến 0 của x nhân, nhân các em nhé, x nhân căn của cos 1 trên x. Thế bây giờ thầy chặn nó như thế này. Thầy có cái trị tuyệt đối của x nhân cho cos căn của 1 chia x, cos 1 trên x. Thế thì trị tuyệt đối của a nhân b thì đương nhiên nó bằng trị tuyệt đối của a, tức là trị tuyệt đối của x nhân cho trị tuyệt đối của b, tức là nhân cho căn của cos 1 chia x. Mà ta biết rằng cos của chúng ta, cos của một giá trị của cos bao giờ cũng bé hơn hay bằng 1. Do vậy mà trị tuyệt đối căn của cos 1 chia x nhỏ hơn hay bằng 1. Do vậy mà ta có được cái bất đẳng thức nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x. Mà chúng ta lại thấy rằng lim của trị tuyệt đối x khi x dần về 0 rõ ràng chúng ta thấy nó bằng 0. À, như vậy thì nó là số 0 theo cái hệ quả của chúng ta, cho nên nó ép cái x căn cos 1 trên x này cũng dần về 0. Nghĩa là a của chúng ta nó bằng 0. Nhẹ nhàng. Đây, chúng ta sử dụng một cái định lý kẹp vài dòng là nó tới nơi thôi. À, chúng ta quan sát tiếp một cái ví dụ số 2 nữa nhé. Đó là thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim khi x tiến đến cộng hoặc trừ vô cực của x trừ cho sin x tất cả chia cho x cộng cho sin x. Người ta đi tìm cái giới hạn này. À, trước hết thầy gợi ý cho chúng ta một chuyện nhỏ. Đó, thầy muốn đi tìm lim khi x tiến đến cộng hoặc trừ vô cực của sin x chia x trước. À, có nhiều em nhầm. Bảo thì lim của sin x chia x thì rõ ràng nó tiến đến 1 thôi.
điều đó không đúng các em. Nó chỉ dần đến một khi x tiến đến 0 thôi. Còn ở đây các em chú ý, x tiến đến cộng trừ vô cực. Do vậy mình phải tìm cái lim này cho nó nghiêm túc lên. Thế bây giờ thầy sẽ dùng cái định lý kép như thế này. Thế thì ta có được cái trị tuyệt đối của sin x chia x. Rõ ràng là trị tuyệt đối của sin x nhỏ hơn 1. Do vậy mà sin x chia x lấy trị tuyệt đối bao giờ cũng nhỏ hơn hay bằng 1 chia cho trị tuyệt đối của x. Mà khi x dần ra cộng hoặc trừ vô cực thì 1 chia trị tuyệt đối của x sẽ dần đến 0. Mà 1 chia trị tuyệt đối của x dần đến 0, cho nên ta suy ra được cái lim của sin x chia x khi x tiến đến cộng vô cực phải bằng mấy cái? Bằng 0. Cho nên vừa rồi mà chúng ta nhìn loáng thoáng ta bảo rằng là lim của sin x chia x bằng 1. Mà chúng ta hay quên mất là phải có điều kiện x dần về 0. Chúng ta chú ý chuyện đó. Như vậy thì bây giờ cái giới hạn A này của chúng ta sẽ giải quyết như sau. Bằng lim khi x dần đến cộng hoặc trừ vô cực trên tử, thầy đặt x ra ngoài làm thừa số chung. Như vậy ở đây chúng ta còn lại là 1 này. Còn chỗ này thì dễ thôi, trừ cho sin x chia x này. Và dưới mẫu cũng vậy, đặt x ra ngoài. Thì ở đây còn lại 1 các em. Ở đây cộng cho sin x chia x. Và ta đơn giản đi cái lượng x này nó gây ra cái dạng vô định của chúng ta. Và vừa rồi thì ta vừa mới chứng minh được là sin x trên x dần về 0 khi x tiến đến cộng trừ vô cực. Chỗ này cũng dần về 0. Như vậy thì giới hạn của chúng ta bằng 1. 1 chia 1 bằng 1. Chúng ta giải quyết xong cái ví dụ số 2 cho các em. Mà có thể là chúng ta giải quyết nó thông qua một cái giới hạn trung gian. Chặn cái dạng kẹp bằng một cái giới hạn trung gian. Đẩy cái dạng trung gian nó vào trong cái bài toán của mình thì ra được. Giới hạn kẹp thì chúng ta thấy nó cũng đơn giản thôi. Thầy chỉ cho thêm một ví dụ nữa thôi. Rồi sau đó thì thầy dừng lại và thầy muốn ôn lại cái phần lim, cái phần giới hạn. Bởi vì sau đó cái tính chất liên tục thì chúng ta cũng phải đi tính giới hạn thôi. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 3. Thầy đề nghị đi tìm lim của x chia cho ơ mũ x bình phương khi x tiến đến cộng vô cực. Thế bây giờ thì để làm cái công việc này, thầy gợi ý cho cái chuyện này trước. Chúng ta sẽ chứng minh cái ơ mũ x bình phương lớn hơn x bình với mọi x lớn hơn hay bằng 0 để nó phù hợp với cái x tiến đến cộng vô cực thôi các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta làm bằng cách chúng ta đi xét tính chất đơn điệu của một hàm số. Ta dùng tính chất đơn điệu để chứng minh. Thế bây giờ bằng cách ta xem cái hàm số f như sau. Thầy chuyển cái x bình phương sang. Thì ta có được ơ mũ x bình phương trừ x bình phương. Và bây giờ thì ta cố gắng chứng minh f của chúng ta dương là xong. Thế bây giờ ta thử lấy đạo hàm xem nào. Như vậy ta có f phẩy nhé. Đạo hàm của ơ mũ u bằng u phẩy nhân ơ mũ u. Cụ thể u phẩy là 2x. Ơ mũ u là ơ mũ x bình phương, tức là bằng 2x nhân ơ mũ x bình phương. Rồi đạo hàm của x bình phương quá dễ, trừ 2x. Thầy đặt 2x ra ngoài làm nhân tử chung. Thì ở đây chúng ta còn lại ơ mũ x bình phương. Rồi 2x đẩy ra rồi, còn lại trừ 1. Và chúng ta để ý, khi x lớn bằng 0 thì đương nhiên 2x lớn hơn hay bằng 0. Do x lớn hơn hay bằng 0 cho nên ơ mũ x bình phương lớn hơn hay bằng 1. Một số lớn hơn hay bằng 1 trừ cho 1 cho nên nó cũng lớn hơn hay bằng 0. Như vậy f phẩy x của chúng ta lớn hơn hay bằng 0 với mọi x lớn hơn hay bằng 0. Mà khi f phẩy của chúng ta lớn hơn hay bằng 0, và dĩ nhiên dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm, một số điểm. Do thế mà ta kết luận được rằng f của chúng ta là hàm số tăng trên nửa cái khoảng từ 0 đến cộng vô cực. Mà f tăng cho nên ta có khi x lớn hơn 0 thì fx phải lớn hơn hay bằng f0. Do vậy chúng ta có fx lớn hơn hay bằng f0. Mà cụ thể f0 bằng bao nhiêu? Ta thay x bằng 0 vào đây nhé. Ơ mũ 0 bằng 1,
trừ cho 0 tức là bằng 1. Mà 1 của chúng ta là số dương. Vậy fx của chúng ta bằng 1 dương hẳn, lớn hơn hay bằng 1 là dương hẳn. Mà f dương hẳn thì có nghĩa là ta có được cái điều phải chứng minh, đó là ơ mũ x bình phương lớn hơn x bình với mọi x lớn hơn hay bằng 0. Chúng ta có được cái bất đẳng thức này. À, như vậy thì chúng ta giải quyết cái ví dụ số 3 quá nhẹ. Chúng ta qua trang mới nhé. Ta có ơ mũ x bình phương lớn hơn hẳn x bình. Cho nên là thầy thích để dốc băng để cho nó phù hợp với định lý kẹp, không ăn thua gì cả. Vậy thì bây giờ để có được cái điều này bằng cách sau đây, thầy xét cái trị tuyệt đối nhé. Thật sự ra chả cần trị tuyệt đối bởi vì ơ mũ x nó dương. Hai vế của chúng ta dương. Thầy nghịch đảo lên. Thầy xét những cái giá trị x dương hẳn luôn, bởi vì x tiến đến cộng vô cực thì đương nhiên nó đi xa lắm, nó về vô cực. Thầy nghịch đảo lên thì đương nhiên ta được bất đẳng thức đổi chiều. Như vậy ta có 1 chia cho ơ mũ x bình phương đang lớn hơn hay bằng thì đương nhiên nó phải đổi thành nhỏ hơn hay bằng. 1 chia x bình phương. Thật vừa rồi thầy có thuyết phục bằng là thầy chả cần phải x bằng 0, x dương hẳn. Để ta nghịch đảo lên cho nó thoải mái. Để đương nhiên trị tuyệt đối của cái chỗ này nó bằng chính nó, nghịch đảo thoải mái các em nhé. Thế rồi bây giờ thì để có được cái x chia cho ơ mũ x thì thầy nhân hai vế cho x. Với x tiến đến cộng vô cực thì đương nhiên x dương, bất đẳng thức không đổi chiều. Như vậy thầy nhân ở đây cho x, đương nhiên ở đây cũng nhân cho x thôi. Và x chia cho x bình phương thì ta biết nó bằng 1 trên x. Và 1 trên x thì rõ ràng nó tiến về 0 khi x dần về cộng vô cực. Mà cái trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng 1 trên x mà 1 trên x lại dần về 0 khi x tiến đến cộng vô cực thì đương nhiên giới hạn A của chúng ta phải bằng 0. À, như vậy thì thầy chấm dứt cái phần định lý kẹp ở đây. À, và chúng ta thấy rằng chủ yếu cái định lý kẹp thì sử dụng các cái bất đẳng thức. Thường thì các cái bất đẳng thức khá quen, chẳng hạn như là ơ mũ x lớn hơn hay bằng x, hoặc là sin x nhỏ hơn hay bằng x khi x dương, vân vân. À, những cái bất đẳng thức khá quen mà trong chương trình phổ thông mà chúng ta cũng thường gặp. Bây giờ thì thầy muốn cái thời gian còn lại thì chúng ta ôn lại một chút về giới hạn từ đầu đến cuối, từ những khái niệm cho đến cái cách thức tính giới hạn như thế nào. Thế bây giờ chúng ta xem một cái bài ôn tập thứ nhất, thầy muốn nhắc lại cho các em điều sau đây. Đó là thầy đề nghị chúng ta chứng minh cái giới hạn của sin căn x cộng 1 trừ cho sin căn x khi tiến đến cộng vô cực bằng 0, để chứng minh bằng định nghĩa. Thật sự ra cái bài này dùng dạng kẹp chúng ta cũng ra được bằng 0 ngay, nhưng mà đây thầy muốn dùng lại cái định nghĩa để chúng ta nhắc lại. Thế thì định nghĩa thì bây giờ muốn chứng minh điều này bằng cách làm sao bây giờ? Trước hết ta sẽ cho một cái epsilon dương nhỏ tùy ý. Cái khó của cái việc chứng minh bằng định nghĩa là ta phải chọn cái số b bằng bao nhiêu để sao cho khi x tiến đến cộng vô cực, nghĩa là x lớn hơn hẳn b, dẫn đến được fx trừ n là nhỏ hơn cái số dương tùy ý này. Ở đây n là cụ thể của chúng ta là số 0, dẫn đến được trị tuyệt đối của fx trừ n là tức là trừ 0, nhỏ hơn cái epsilon dương tùy ý ta cho trước. Vậy b phải chọn là bao nhiêu để phù hợp với cái điều này? Thế thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh, đó là fx trừ 0 trị tuyệt đối nhỏ hơn epsilon. Do vậy mà thầy đi tính trị tuyệt đối fx trừ 0 trước. Fx đây trừ 0 thôi, khỏi cần thi. Chúng ta viết lại xuống đây. Rồi ta dùng công thức lượng giác. Ta biết rằng sin trừ sin bằng gì? Bằng 2 cos sin. Góc đầu cộng lại chia 2, cụ thể là căn x cộng cho, xin lỗi, căn x cộng 1 cộng cho căn x, tất cả chia 2. Và cái góc sau là trừ đi, nghĩa là căn x cộng 1 trừ cho căn x chia cho 2.
Thế ta biết rằng là trị tuyệt đối của cos căn x cộng 1 cộng căn x chia 2 luôn luôn nhỏ hơn hay bằng 1. Do vậy mà ta có được nhỏ hơn hay bằng 2, ta viết lại ở đây, trị tuyệt đối ta viết lại, còn lại sin của cái góc căn x cộng 1 trừ căn x trên 2. Thế thì ta thấy rằng căn của x cộng 1 trừ căn x trên 2 là số dương. Căn x cộng 1 lớn hơn căn x. Mà thật sự ra cái này là cái biểu thức trong cái sin này này, cái căn này này, căn trừ căn chia 2 này nó dần về không khi x tiến x cộng vô cực, ta chỉ cần làm cái nhân lượng liên hợp là ta thấy ngay. Do vậy mà ta có được ngay là sin của căn x cộng 1 trừ căn x trên 2 nhỏ hơn hay bằng căn của x cộng 1 trừ căn x chia 2. Ta chặn tiếp, nhỏ hơn hay bằng. Số 2 thầy biết là vừa rồi mới nhắc, sin của số này nhỏ hơn cái số đó. Rồi vậy thì bây giờ lại tiếp tục 2 với 2 đơn giản đi. Thầy nhân lượng liên hợp thì ta có được cái gì? Trị tuyệt đối nó dương căn nên là căn x cộng 1 trừ căn x dương, cho nên bỏ được trị tuyệt đối luôn. Thầy nhân tử và mẫu cho căn x cộng 1 cộng cho căn x. Như vậy trên tử còn lại ai? X cộng 1 trừ x. Đúng chưa? Mà x cộng 1 trừ x, x đơn giản đi, còn lại 1, xóa đi, người ta còn lại số 1. Mà rõ ràng căn x cộng 1 thì bao giờ cũng lớn hơn căn x. Do vậy mà cái phân số này của chúng ta lại tiếp tục nhỏ hơn hẳn 1 chia cho 2 lần căn x. Đó là điều đương nhiên. Không không thể không, đây không thể có dấu bằng được. Và hình như chúng ta đang gần đạt được cái điều mà chúng ta muốn. Chúng ta đang muốn chọn x, xin lỗi, ta đang muốn chọn b bằng bao nhiêu để cho chữ x, một chữ x, x lớn hơn b dẫn đến điều này. Mà ở đây thầy đã chỉ còn lại là 1 chia 2 căn x rồi, khá đẹp, phù hợp với cái x này rồi. Thầy ép cho nó bé hơn epsilon. Đấy, bắt đầu. Trị tuyệt đối của fx trừ 0 nhỏ hơn epsilon. Thầy rút thử cái x này ra xem. Như vậy thì ta có được x của chúng ta sao nào? Ta bình phương lên thì ta có được là 1 chia 4x nhỏ hơn epsilon bình phương. Khi x của chúng ta dương, x tiến x cộng vô cực thì đương nhiên x dương. Cho nên 1 chia 4x nhỏ hơn epsilon bình phương thì ta nghịch đảo lên thì bất đẳng thức đổi chiều. Nhẩm trong đầu rút x thì như vậy, đang nhỏ hơn đổi thành lớn hơn. Ở đây số 4 thì đẩy lên qua bên này là được 4 epsilon bình phương, nghịch đảo xuống ta được 1 chia cho 4 lần epsilon bình phương. À, như vậy thì nếu mà x lớn hơn 1 chia 4 epsilon bình phương thì ta suy ngược trở lại được trị tuyệt đối của fx trừ 0 nhỏ hơn epsilon. Vậy thì ta chọn B của chúng ta là gì bây giờ? 1 chia 4 epsilon bình phương. Và khi đó x mà lớn hơn B, tức là lớn hơn 1 chia 4 epsilon bình phương, thì ta dẫn đến được cái điều mà cần phải chứng minh. Nghĩa là lim của cái này bằng 0. À, như vậy thì thầy vừa mới ôn lại cho lại cái khái niệm về giới hạn. Ở trong đó còn một số những cái kỹ thuật tính toán giới hạn, nhiều, nhiều cách tính. Thì thôi thì chắc có lẽ như thế này đi. À, bữa học sau thầy ôn lại toàn bộ cái phần giới hạn, rồi sau đó chúng ta bắt qua cái tính chất liên tục của hàm số sau nha. Thế bây giờ thì thầy chào các em, hẹn gặp lại các em trong bữa học.